May quá, mẹ cũng ở đây à? Dạ, cháu chào má. Nhìn người yêu ngỡ ngàng à? Mấy cái này, anh gọi điện thoại. Tại sao chị cứ tắt máy? À, bây giờ em xài 5 số khác nhau rồi. Bận lắm. Làm thư ký riêng, kêu phiên dịch tiếng Anh cho tổng giám đốc Cương. Lương 30 triệu một tháng đó.